rồi, được rồi. Bài nói tôi chào 11 bạn, tôi không thấy ai hết. Nắng quá các bạn ơi. Tiếp 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 t
linh hỡi tổ chức nhân quyền trên thế giới hãy tụ họp về đây mà ngõ vô con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hồi đầu tưởng đâu là người đấu tranh ai về chỉ là cái con bần bố nông cầm đói theo sau đích đánh trâu còn thêm tật ăn giật ăn chặn các mạnh thượng quân phải è cổ ra tranh đấu đòi lại tiền còn chưa được còn bị cái con Quỳnh quần què lôi hết người này người kia lên khóc ôi trời ở thương thay họ còn biến tránh đi đâu bây giờ Quỳnh mày mắc thằng bố ăn nói linh tinh nhiều người rẻ khinh mày không biết nhục là gì. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh xúc phạm bản thân cho tôi xin được tổng chào tôi không thấy được ai hết trơn khó. Vậy mà con mọt chó ngày ngày lên like cứ chửi họ là ngu. Quỳnh hổ ơi mày làm ơn bất xạo giùm tao cái kéo khi mày chết xuống dưới diêm dương thấy bản mặt tối độ là ngày gạch sổ mày khỏi đầu thai luôn nha con khùng. Nghe về phản phé cái loại phản phé ngày nào cũng lên tru kiếm chuyện chẳng xong. Các bạn ơi hãy cho bông cho hoa trang vẽ với lại Kiều Thúy loại mày hàng hai nói xong thì lại chối bây giờ bước tới lùi lại cũng chẳng xong đừng có xỏ xiên cũng đừng vu khống đạo đức không có làm sao mày dạy được con tri thức có hạn còn mất dạy thì vô biên. Bữa nay hết bài dở trò ngáo đá lên thét lên gào tôi không có kiện ké thì ra mày để khỏi trả tiền phải không mày này hỡi con điên xào quần ba tiếng luật sư muốn biến mà có tránh được đâu vì con xà mau nó thèm trai nhỏ dãi nên nó nằm sải thoải mái mà xơi thế là tả tơi đầu bù tóc rối đứa thì mỏi gối đứa sụm bà chè chỉ có thế mới thôi, tới đây mà đời kẹt xe đó các bạn mặt dày ý ơi điện tới điện lui hồi đáp cũng không hồi âm càng chẳng thấy nên tức cành hông gói đồ đem trả nhưng mà nhục nhã tao tưởng trả cái gì ai ngờ quần xì đã qua sử dụng phải dặn mấy anh vào ra nó cẩn thận nha đừng trúng mỏ hô là nó đeo nó bám nó liếm không chừa từ dưới lên trên hôm nay lại kiếm mấy anh đẹp trai nhất là mấy anh vừa to vừa bự có thèm có khác thì cũng nhớ ngang Quỳnh đừng có săn chồng của các chị em thiên hạ dị nghị cái thứ tiểu tam thời buổi hiện đại mà như thời tiền sử chồng của người ta mà nó làm như con cá săn mắt hái lượm đói là đi câu tiến hóa lên nha Quỳnh dơ tối cổ bổ thích là được hả làm gì có chuyện đó mấy chị cùng fan giữ chồng cho kỹ coi chừng con khỉ Nguyễn Ngọc không quần có ngày nó bưng mất tiêu cây súng nước nên lấy đạo bước lên mạng để xem lừa đảo trí cá thêm tập thích giật cà lem mày thích cà lem lắm phải không để tao cho mày nguyên một xe luôn nha Quỳnh dơ cà lem đây Quỳnh ơi là cà lem đây em nhỏ ơi cà lem nghe tiếng thấy thèm cái miệng chèm nhèm gì mút cà lem đây cà lem ơi cà lem đây cái bao quý khách vừa gọi hiện đang đi bán cà lem xin quý khách đừng giành giật có ai làm luật sư mà còn đi bán thêm cà lem không có ai không cà lem đây cà lem sô cô la đen chát chát cà lem sầu riết vàng thơm đây kem hồng kem đỏ kem xanh kem nào cũng ngon cũng ngọt cũng lành muốn ăn phải bỏ tiền mua đừng đi giật hốt cà lem của người nghe mày cà lem đây mấy chị em ơi ủa lộn cà lem đây mấy em nhỏ ơi cà lem đây mấy đứa ơi từ em nào cũng có nha có dành giật cho tụi bay của dành giật từ cà lem đây ừ nha mấy đứa ơi quá bể luôn thiệt á đâu mà tại sao lại có nhiều có người gì mà nói không dốc gì trơn cho tôi xin được chào hết các bạn một chút nha để coi các bạn nào nha rồi xin chào bạn Miken nè Ái Nguyễn Vlog Dũng Hồ Văn chị Hương Nguyễn Hai Đại Võ Thảo Trần Loan Anh Ngân Kim Trần Liên chào Trường Hồ
Châu Thu Thủy. Cô bạn nào nữa để chào cho hết, để thiếu. Chào Thị Tuyết Minh Phạm. Chào Thị Lê Thu Nguyễn. Chào Lăng Minh. Chào No Ho. Chào bạn Hi Hi. Chào Thảo Trần. Đó, không biết còn sót ai không? Cho tôi xin được chào hết các bạn nha. Chào bạn Mi Ken. Cho xin được tổng chào. Hôm nay thứ bảy thì đi chơi. Nói chứ đi chơi gì, đi ra ngoài Vũng Tàu chụp vài bôi hình, uống nước rồi xong cái ăn cơm niêu rồi về. Chào Thi Mỹ, chào Dũng Hồng Văn. Nói thiệt các bạn ơi, giờ buồn cứ giờ sẵn ngày thứ bảy chủ nhật dâu nó mới nghỉ làm, thế là nó mới chở đi chơi, còn mấy ngày thường thì mắc đi làm. Đi tự nhiên có hai mẹ con đi không nó cũng buồn. Chờ con dâu nó nghỉ làm bắt đầu mình đi chung mới được mới vui. Tôi để tôi chia sẻ bài phản biện chung với bài của Thảo Vũ nha các bạn. Nhưng mà chị lên chị kêu gọi, chị gợi ý là chị Thanh Mì đã đóng vào 5.000 đô là người đóng đầu tiên. Chị Tuấn An đóng ok, đóng thì chị ủng hộ. Cho xin nhưng được tổng chào hết các bạn nha. Đầu tiên khi cái ngày chị gọi và tôi là người thứ hai. Còn chị Tuấn An trước đó ok. Nếu như mà Như Quỳnh đã nói như vậy thì chị ủng hộ Như Quỳnh hết mình đó. Thấy chưa? Đây là do chị. Chị là người khởi xướng. Nó rất là rõ ràng. Chị nghĩ đơn vận hợp pháp vì ngày 10 tháng 2 2023 là ngày đầu tiên bà Hoa lên kênh Nguyễn Tiến Dũng. Còn ngày nguyên đơn phát hiện ra clip đầu tiên đâu chị thì cũng là một ngày đó. Khi mà bà Hoa lên vu khống á, thì lúc đó là đã lùm xùm rồi. Ngày hôm sau là đã lên bùm xùm rồi. Lúc đó là cô Lan đi gần anh Lê Thanh Tú mà. Cô Lan kiểm tra mà. Con đưa cho cô, con có quên cái gì hay không là cô đang kiểm tra mà. Lúc này á, là chúng tôi đi Hà Nội. Thằng Tú á, đáng lẽ nó đi chung với tụi tôi là ngồi xe. Xe lúc đó là đi chung gồm ai? Gồm có Lê Tú, Duy, Duy là tài xế, vợ của Duy, vợ chồng ông luật sư Lân, với tôi, với Quang Nguyễn Ba. Đó, Tú phải ở lại để chờ những cái quyết định thôi việc. Đó, thì trong lúc khi đã nhận cái quyết định thôi việc rồi bắt đầu mới là từ ở đó bay ra Hà Nội sau. Khi mà chúng tôi bắt đầu đi là đi rải rác, không đi từ 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 thành phố chạy lên rồi ghé Phong Gia, Kẻ Bàng, ghé nhiều chỗ lắm mới ra tới Hà Nội. Ngày mà chúng tôi ra Hà Nội là ngày đó thì Tú nó mới đáp máy bay lên tới đó vừa kịp lúc. Hôm trước, hôm sau thì đi gì? Đi thăm viếng Lăng Bác, lúc đó luật sư Lân đi giáp mặt với lại bao nhiêu luật sư làm việc. Đó là như vậy. Thì nói chung khi mà cái những ngày đó đó đi thì chúng tôi chỉ mong làm sao Tú cũng không lên live mà cả luật sư cũng không lên live. Thằng Duy nó có lên live thì chúng tôi cũng muốn là luật sư phải là người ngủ. Đó, để làm chi? Nói qua nhiều lần rồi ha, nay khỏi cần nhắc. Đó, khi mà ông luật sư ông ngồi mà ông chịu không nổi mà ông ngồi ông nghe để cho mấy đứa này nó đía nó live stream cũng chịu không nổi, cũng phải cười khặt 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 lên tiếng. Nhưng mà tôi lúc đó tôi nói không để cho luật sư tham dự cái vụ mà mình nói qua nói lại. Thời điểm này là chưa có rõ nét là để phản biện bên Thanh Trần với Hồng Sơn đâu. Các bạn nhớ chưa? Chúng ta tiếp. Còn ở đây là em hỏi rất kỹ rồi là ngày đó lên tiếng luôn. Còn chị Quỳnh mở, lên mở cho mẹ ly nước cho con. Chị Quỳnh ngồi coi hai ba bên. Coi nó thuận tình thuận ý rồi chị Quỳnh mới lên. Mở chai nước cho mẹ. Là chị Quỳnh lên sau đó là 4-5 ngày gì đó.
chứ còn mà ngay cái ngày đó bà Hoa lên vu khống là ở đây là tụi em đã nhau nhau lên rồi làm việc luôn rồi, vì lúc đó là anh Tú anh đi 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 du lịch gì đó, đi đâu đi đi chơi với cô Lan đó, là cô Lan biết rành lắm cho nên ngày đó cô Lan là người lên nói đầu tiên. Cái ngày á mà lúc mà Chi Ni Quỳnh Nguyễn á, sau cái trận Chi Ni Quỳnh Nguyễn mà nó nói vụ 85 triệu, thì thằng Tú lúc đó là nó đang chơi ở Nha Trang nhà Toán Trần đó, nó mới tự động. Mà lúc đó là có thằng Chiến Trần, có thằng Lê Tú, có cô Liên Trần và có thằng Toán Trần. Vậy là cái ngày đó nó chơi ở đâu đó rồi chừng tự nhiên nó đẩy lên, nó là đòi tiền, thế là tự động đi gom tiền trong tài khoản người này người kia rặn gom trả. Đó là thời điểm đó đó. Tôi chỉ muốn sẵn đây tôi nhớ đâu tôi nhắc đó, tôi nói cho phần đó. Nhưng mà thực chất là vậy, lúc đó nếu ai nói tin tưởng Tú, chúng tôi chỉ đặt hết niềm tin, bởi tôi nghĩ Tú nó không có tới gian manh như vậy đó. Và tôi nhìn vào thực chất chứ mà mình kiểm tra đâu có kiểm tra đâu các bạn. Niềm tin là chính, niềm tin là chính, chứ còn nếu nói mình đi kiểm tra là không có kiểm tra. Nhưng tôi vẫn khẳng định là Tú không có nhận tiền cái vụ 6.000 đô 10 cái bill đâu đó. Còn cái vấn đề mà đi chuyển trả cho Jenny Quỳnh Nguyễn mà trả vô cho Thiền Am thì nó đã lỡ rồi, chứ còn đúng ra cũng không nên trả kiểu này. Là cô Lan biết rành lắm cho nên ngày đó cô Lan là người lên nói đầu tiên. Vì sao mà tôi phải đi lên nói đầu tiên các bạn? Bởi vì tôi hiểu được tâm lý. Nếu không có người đứng lên binh vực Tú, Tú nó sẽ bị suy sụp, nó cũng sẽ mất phương hướng, rồi không có ai động viên nó cũng sẽ lên nó trả treo trên mạng lúc đó, hoặc là thách đố. Mà chúng tôi không muốn để cho nó phải đương đầu để thách đố bất kỳ kênh YouTube nào hết. Đó là thời điểm là như vậy. Tôi cũng chỉ muốn sẵn đây tôi để cho các bạn hiểu được nguyên nhân. Chúng tôi không, nếu nói để đi kiểm tra đi gì đó trên con đường đi chơi mà kiểm tra cách nào được, nhưng chúng tôi đặt tất cả những cái niềm tin, bởi tôi biết là Tú nó không làm ra điều xấu xa như vậy. Về vấn đề vụ 6.000 đô 10 cái bill đó. Lúc này là chúng tôi cũng đã nhận được rồi, nhưng chúng tôi để cho Thảo Vũ với lại cô Quỳnh lên chia sẻ trước. Bởi vì cái gì? Bởi vì đang không biết rằng nên làm sao để cái vấn đề của cái một người tên là Phan Bồ Tát á, người ta chuyển cho mình mà mình đẩy người ta lên đầu sóng ngọn gió vậy cũng không nên, không biết cách nào. Nhưng mà cuối cùng thì ai ai là người đưa lên thì đương nhiên là khi đưa lên phân tích là người ta biết liền. Chi Ni Quỳnh Nguyễn nó chuyển cho Phan Bồ Tát, Phan Bồ Tát chuyển qua bên đây đó. Như vậy thôi, tôi cũng chỉ nói ban đầu là như vậy ha. Là thời điểm này là vì lý do gì mà chúng tôi phải phải đi lên để mà phản bác vấn đề của bà Hoa, là bởi vì chúng tôi nói không có cái chuyện này xảy ra được đó. Là ngày trước tháng em khoanh là em gửi qua cho chị Quỳnh, em là người gửi qua mà, rồi lúc đó là thấy ổn ổn êm êm rồi mới nhảy ra. Trời ơi Có nghĩa là anh Tú anh. ổn ổn êm êm, có nghĩa là chắc bắp là cái bill đưa lên là bill giả,
Rồi chừng đó thì cô Quỳnh mới 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 thực sự là bước ra để phân tích và phản biện cái câu chuyện 6.000 đô 10 cái bill. Nhưng nếu mà xét ra chỉ có cô Lan hai lú là bắt đầu là liều luôn, đứng lên bảo vệ bất chấp luôn. Tuy rằng mình chưa có thực sự là có những cái căn bản, nhưng chúng tôi có niềm tin. Với lại thật sự cái người nói dóc nói xạo nhìn vô mắt nó thì sẽ biết liền. Lên là ngay ngày đó luôn chị, còn chị Quỳnh là lên sau. Ngày đó là cô Lan đi Hà Nội với Lê Thanh Minh Tú, ngày đó là ngày đi Hà Nội đó. Chiều đó là Tú đã lên tiếng rồi, là Tú đã xác nhận là không có, là vu khống rồi. Còn Nguyễn Ngọc như Quỳnh là Ngọc. Lúc này tôi với ông luật sư Lân không muốn cho thằng Tú lên phải giải thích cái gì hết, là để chỉ muốn bảo vệ nó thôi, đâu có biết cái chuyện gì. Rồi họ còn bày ra đủ thứ trong cái thời điểm đó, các bạn nhớ gì không? Thiền Am còn trong cái giai đoạn mở rộng điều tra vấn đề chuộc lợi, vậy mà cái nhóm bên đây lại đẩy lên, đúng không? Đẩy lên vấn đề tiền tiền bạc bạc đó, nó có một cái thất bại đó. Hồi đó là me me coi coi là có thật hay không, đâu có tin Lê Thanh Minh Tú, chị Quỳnh đâu có tin, phải ngồi coi coi bên nào để chị Quỳnh nhảy ra. Đó. Chắc là ở đây đó, cái câu chuyện mà các chị vô trong cái trang tình em này Trời ơi, tiền quay đóng chị rồi đi cửa sau. Bào phải lao. mà đổ cho chị hết. Còn nói nếu chị mà kêu bà quyên góp luật sư thì ai mà đóng, chị có đang để đi ngõ sau kêu mạnh thường quân lên vài ngày nghe tào lao Tiền cỡ tào lao đó, nè nè nè, đứa nào viết ở dưới đó chị gì đó thì nói đứa đó là tào lao đó. Ở đây tụi tôi quang minh chính đại, trời, tụi tôi còn đưa lên trên cái đường live mà ngài Nguyễn Ngọc Như Quỳnh gọi là cái gì, ném đá dò đường, là đã có tên tôi với chị Thanh Mì rồi. nói chung là Thảo Vũ nghĩ một hướng đó mà tôi lại suy nghĩ khác. Bởi vì cái gì các bạn biết không, là bởi vì cô này gieo trong đầu khán giả là nhóm đa đề chúng tôi làm điều gì cũng là làm cửa sau. Đây, chính cô đã đầu độc cho khán giả của cô cứ nghĩ rằng mỗi lần đóng tiền là chúng tôi cứ thầm lặng, có nghĩa là chúng tôi đã đi cửa sau đó. Cả khoảng thời gian trước lo tiền cho luật sư chúng tôi cũng thầm lặng, thế mà nó cũng nghĩ rằng là đã có thể đi cửa sau. Vấn đề lo cho thằng Toán chúng tôi cũng thầm lặng, thế là cô này cũng vẫn là gieo trong đầu khán giả là đi cửa sau, đúng chưa? Chính như vậy mà khán giả của cô hiện giờ khi câu chuyện mà đóng tiền để mà kiện bà Hoa, người ta cũng suy nghĩ rằng đa đề lại tiếp tục là đi cửa sau. Bởi chúng tôi không muốn lên tiếng thì lại nói là đi cửa sau, đúng chưa các bạn? Tôi nói đúng theo cái tim đen của nhóm khán giả của cô Quỳnh, bởi vì cô Quỳnh đã đầu độc rồi, cứ nghĩ rằng bên nhóm đa đề chúng tôi nhúng tay đặng làm điều gì đó đều là để đi cửa sau. Cho nên khán giả quen quen cái thói và hiểu theo cái chiều hướng đó. Cái người khán giả đó định lập công nói là đa đề tiếp tục đi cửa sau. Ai có ngờ lại là sai, khi mà cái ý của cô Quỳnh này đâu có đi cửa sau, là công khai. Vấn đề kiện đóng tiền cho bà Qua là công khai chứ đâu có đi cửa sau. Đây, khán giả của cô này đang định lập công nhưng cuối cùng là không hiểu ý cho nên bị rầy đó, đúng không các bạn? Đúng các bạn, để chưa đúng. Bây giờ tôi không nhìn thấy được cái suy nghĩ của các bạn, nhưng tôi sẽ xem lại luồng live, tôi sẽ biết được các bạn thấy rằng cái phân tích này của tôi đúng hay sai. Bởi do cô này đã gieo trong đầu óc của khán giả của cô này, khi nhóm đa đề chúng tôi làm một điều gì đó cũng chỉ muốn thầm lặng, mà đã là thầm lặng, giúp đỡ trong thầm lặng, thì họ cứ nghĩ rằng chúng tôi chỉ chuyên đi cửa sau. Cho nên khán giả này nè, khán giả mà ghi ra điều này nè, khán giả tính lập công, đúng không các bạn?
Kho đường là đã có tên của cái chị Thanh Mì rồi. Mất khô quá. Cho mẹ nước. Mở nắp luôn đi con, đừng đóng lại. Chị hồi hộp lắm. Chị rất là hồi hộp. Đối với chị ok, làm gì đó là chị ủng hộ. Chị ủng hộ mà chị không quan tâm tới. Đợi đợi cái chỗ để nước con. Ok. Rồi được rồi, chị hiểu rồi. Để cho nó gần á. Con bỏ này qua bên kia. Ừ. Là đã có âm mưu trước đó rồi. Đúng không các bạn? Đúng các bạn, hãy để chữ đúng tiếp nữa đi. Đó, những gì chúng tôi đóng góp thì cứ cho là chúng tôi đi cửa sau không à. Đúng không? Là đã có trước đó rồi. Khi kêu gọi đóng góp tất cả đều đồng ý công khai trên này, chứ ai kêu gọi nói xấu? Ai kêu gọi nói xấu? Đó, là tự nhiên khán giả, cô đã đầu độc cho khán giả của cô. Khán giả của cô muốn lập công. Muốn lập công là cô vừa đưa ra ý thì người ta lập công liền. Vậy là nhóm đa đề chúng tôi lại tiếp tục đi cửa sau. Đó, do cô đã còn nhồi nhét trong cái đầu của người ta rồi. Đúng không các bạn? Ủa mà tôi nói cho chị nghe, đúng, chúng tôi quang minh chính đại đóng góp mà. Hãy tự nguyện, sao bây giờ chị lưu manh vậy? Chị kêu là không có tên đóng cho vào cái kế hoạch tham, đúng không? Chị nói rất rõ ràng mà. Lung manh, đúng chị là lung manh. Chúng tôi tự nguyện đóng góp, nhưng mà chị sai cái chỗ này nè. Khi chị lên hỏi ý kiến khán giả là chị đã ném đá dò đường rồi, đúng không? Còn ở đây chúng tôi gợi ý với nhau. Ok, chị đóng nhiêu chị? Đó là gợi ý với nhau. Ok, chị góp 5.000. Ok, chị sao em vậy? Cái chuyện đó là chúng tôi gợi ý với nhau, đúng không Nguyễn Ngọc Như Quỳnh? Ở đây là không phải là đóng góp lén lút. Trời ơi, con đóng tiền. Chị Quỳnh ơi, chị Quỳnh, tôi phải đi ăn mày nha. Tôi không phải đi ăn mày như chị mà lén lén lút lút. Tôi là quang minh chính đại. Mà chị Quỳnh đâu biết đâu, ăn mày bán mày gọi là công khai luôn á. Ăn mà biết nhục á. Còn tôi, chúng tôi là cái gì? Chị Tô Nga nói rõ ràng nha. Ok, nếu Thảo Vũ đóng 5.000, chị Thanh Mì đóng 5.000, chị Tô Nga lúc nào cũng đóng gấp đôi ta hết trơn. Chị nói thẳng ở trên live mà, đâu có gì lén lút. Nhưng chúng tôi gợi ý với nhau. Ok, chị đóng nhiêu, em đóng nhiêu đó. Ừ, chúng tôi gợi ý. Chị Quỳnh nói là cái vấn đề này, vụ kiện này làm sạch gì, công bằng cho tất cả gì đó, để Lê Thanh Minh Tú đi kiện Nguyễn Tiến Dũng á. Thì ở đây chúng tôi đồng thuận theo ý kiến của chị, vì chúng tôi nghĩ rằng là chị là một con người văn minh tử tế. Đó đó, vậy là chúng tôi là người nhóm đa đề, chúng tôi lầm cô Quỳnh ơi, chứ đâu phải mà cô lầm chúng tôi được, đúng không? Cái cặp mắt cứu vợ của cô là chúng tôi lầm, chứ còn làm sao mà cô lầm chúng tôi được. Chẳng lẽ bụng chúng tôi nghĩ sao cô đã biết rồi, cái ruột nghĩ sao cô cũng đã rõ, đúng chưa? Không thể nào cô lầm được. Nhưng mà bây giờ tại vì cái gì? Bởi vì cô cho là chúng tôi binh vực thằng Toán bất chấp. Cô chỉ muốn đánh thằng Toán. Quá trời, tại sao cô lại chỉ muốn đánh nó? Mà chúng tôi lên tiếng thế là cô đánh luôn. Ghê. Cô tưởng rằng chúng tôi khuất phục đứng cho cô đánh à? Cô sai. Cái nhóm nghĩa địa, nghĩa trang nó tan tác là bởi vì nó thiếu nguồn tài trợ. Anh Đại không thèm trợ giúp nữa. Thế là tan tác. Hoặc là nó đã xong cái nhiệm vụ nó rồi. Thiền Am thật ra mấy thầy cũng đã dính án rồi. Như vậy thì còn ai? Còn lại một số người yêu thương các thầy đâu có nỡ dứt áo ra đi. Đi như vậy rồi bỏ như vậy, không chịu nổi. Chứ chẳng phải mà cần gì ở đây để tranh giành, ảnh hưởng cái gì nữa. Người ta bị tù đài như vậy, mình còn làm cái gì mà để mà có thể mà dựa vào cái hơi này để mà hưởng cái gì chỗ này. Đó, các người đều suy nghĩ rất là nông cạn. Đó, còn cái nhóm này nhóm nọ
người ta triệt phá với nhau là chẳng qua là người ta đi tìm kiếm mạnh thường quân thôi. Nhưng chúng tôi là mạnh thường quân. Đó, nhóm nào tan tác, nhóm chúng tôi không cần phải xè tay để chờ ai đó ban phát cho cái gì. Chúng tôi vẫn đứng đây, chúng tôi vẫn sống trên cái nguồn sống riêng của chúng tôi, không ảnh hưởng, không cần ai cho, mà thậm chí chúng tôi phải cho đi mà bây giờ nay khỏe rồi, nay không cần cho nữa. Đó, chỉ cho người cần thôi. Chị là một con người văn minh tử tế. Và đây là rõ ràng Lê Thanh Minh Tú đi kiện bà Hoa. Tôi nói cho chị nghe là chị đã thay đổi chủ thể kiện, là đã sai từ cái mục đích ban đầu. Mà cái sai nữa khi chị giết gà dọa khỉ để chị bịt miệng các mạnh thường quân, trong đó, khi mà những cái lá đơn này chưa được nộp đến tòa. Đây đó, là một cái móng chốt. Cái này này mới là cái quan trọng nè. Giết gà để dọa khỉ hoặc là rung cây nhát khỉ. Đó. Đó. Cô giống như là người có quyền lực, có sức mạnh. Cô đang không biết cô dựa vào cái chỗ nào để cô có thể uy hiếp chúng tôi. Uy hiếp cách nào? Tính môi đời tư uy hiếp xem coi chúng tôi có tay có nhúng chàm không? Không có. Tay chúng tôi vẫn sạch trơn. Lương tâm chúng tôi hả? Trong sáng. Đó, không có, không có cái vấn đề gì gọi là vụ lợi, tư lợi hoặc là trục lợi gì chỗ này. Cho nên cô đã sai lầm khi mà cô đánh nhầm nhóm đa đề chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không có một chút xíu gì gọi là để vào đây để trục lợi. Đó, cô đã sai. Một tại vì sao mà chúng tôi cứ phải đi theo binh vực thằng Toán? Chúng tôi đang bảo vệ nó. Tôi chỉ nói bấy nhiêu. Chúng tôi đang bảo vệ nó. Bởi nó là người đáng được chúng tôi bảo vệ. Tôi chỉ cần nói nhiêu đó thôi. Đây là một cái móng chốt nữa nè. Dọa những mạnh thường quân đừng lên tiếng đòi tiền lại, vì lúc đó chị chưa nói một chữ. Khi chị nộp đơn được vào trong tòa rồi thì chị mới bắt đầu chị không tấn công tiếp những con người này. Chuyện là đơn đã chuẩn bị trước một tháng, ở tháng Giêng 2024. Nhưng tại sao luật sư lại đợi đến ngày 10 tháng 2 2024 mới nộp đơn? Tại sao không nộp sớm hơn? Thì đó, cái ý kiến này cũng hay nha các anh chị. Chuyện lạ là đơn đã chuẩn bị trước tháng Giêng 2024, nhưng tại sao luật sư lại đợi đến ngày 10 tháng 2 2024 mới nộp đơn? Tại sao lại nộp sớm hơn? Cái này còn lạ nữa là chị Rita Trần, là chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh kêu là giấy tờ đơn từ gì đã xong hết trơn rồi, đã xong cả tháng rồi, lúc ngày 14 tháng 6 đã xong hết rồi, bây giờ chỉ đợi nộp tiền thôi. Và lúc đó chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng không nói rằng là chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị thương ké. Đó đó đó, chính vì cái chỗ đó đó, chính vì cái chỗ mà đáng lẽ phải phải nộp sớm mà còn phải chậm lại là do cái gì? Làm thêm phần của cô này, đúng không? Ban đầu nếu mà tính riêng phần của ông Tú, khi cô Xu Trình Trần đi gặp luật sư thì người ta thấy những cái khả năng để mà thắng nó cũng không được chắc. Thì chính như vậy bắt đầu là không có thể nào mà nộp sớm hơn được, bởi vì cái khay của ông Tú nó không chắc. Muốn gài thế bí luôn bên kia thì thêm phần cô Quỳnh. Nhưng thêm phần cô Quỳnh không có được cái quyền mà lừa người ta. Đó là lừa. Mình phải nói thật. Đối với trường hợp của Tú như vậy, không cần phải công khai trên mạng, nhưng phải nói cho những người đóng tiền người ta biết. Đúng không các bạn? Phải thêm phần của cô Quỳnh hoặc thêm một người nào đó là nộp đơn để cùng là thưa về một mục đích là thưa bà Hoa. Nhưng ai? Tới chừng cuối cùng cô tự quyết hả? Cô tự quyết tới khi chúng tôi nắm được, chúng tôi thấy không được. Đã nói khi ban đầu đi
đi kiện bà Hoa, không để làm ảnh hưởng người Thiền Am, không lấy tên người Thiền Am để kêu gọi. Nói một mình thằng Tú thì nói là lấy cái danh nghĩa của thằng Tú thôi. Lúc đó nói là không liên quan tới Thiền Am. Nhưng mà khi mà cái đơn, khi mà chúng tôi đã phát hiện ra tại sao lại có cô Quỳnh đứng ở chung với là thằng Tú, chúng tôi lên tiếng hỏi thì cô phải nói. Đằng này cô còn không chịu, người ta bắt đầu người ta mới cà khịa, người ta ghẹo. Vậy là cô kiện ké, cô không chịu, cô cự, cô chửi lại người ta luôn. Đúng không? Ta khịa cô nó là cuối cùng là cô kiện ké. Cuối cùng là đúng luôn. Thấy không? Rằng là chị Nguyễn Ngọc với mình bí thư ké. Tôi nói chị nè, chị nói là theo, chị quên, tôi nói chị nè, chị nói là theo ước nguyện của Đa Đề, kiện bà Hoa, kiện ông Nguyễn Tiến Dũng là bây giờ gọi là được thỏa lòng rồi đúng không? Là chị sai. Chị sai. Sai cái chỗ là mục đích của chị. Mà chị đẻ ra cái một nhọt cái chỗ này là chị đi kiện ông Nguyễn Tiến Dũng về cái chuyện riêng tư của chị. Ở đây chúng tôi rất rõ ràng, Lê Thanh Minh Tú đi kiện bà Hoa. Rõ ràng. Tới khi mà mọi người ai ta cũng đặt dấu hỏi thì mình bổn phận là phải giải thích. Đằng này không giải thích, tìm cách đặng đe dọa, thấy không? Rồi đưa ra bằng chứng, đưa người này lên, người kia lên, thấy ai mà bảo vệ là thế nào là bị dập liền. Đó, bằng chứng là cô Tú Nga, bằng chứng là Thảo Dụ, bằng chứng là cô Vân với lại Sunny, thấy không? Tất cả những cái gì người ta nhìn thấy nó là sai trái rồi, ta lên tiếng, ta lên tiếng khéo à, ban đầu ta lên tiếng khéo. Đằng này cô công kết hết, ai đụng da cô cái là cô quất lại liền. Lê Thanh Minh Tú đi kiện bà Hoa, tìm ra cái người sau lưng mà chúng tôi nghi vấn đó, đó là ai? Đó là anh Nguyễn Tiến Dũng. Đó là anh Nguyễn Tiến Dũng mà làm về cái chuyện bà Hoa, chứ không phải là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Ủa, bóc tên ông Nguyễn Tiến Dũng ra là chị muốn kiện gì kiện à? Sai. Cái nào nó ra cái đó rõ ràng, đúng không? À, miễn sao có tên ông Nguyễn Tiến Dũng, để rồi tụi chị muốn làm gì chị làm đó là sai. Sai, hoàn toàn là sai. Khi đi kiện là Lê Thanh Minh Tú đi kiện ông Nguyễn Tiến Dũng, luật sư mà không hợp đồng với với chị Châu thì làm được đó. Ở đây là chị Thanh Mỹ chị chưa ký một chữ ký nào, và em nói là trước khi chị Nguyễn Ngọc Như trước khi chị Thanh Mỹ chị đi châu Âu á, chị còn hỏi lại luật sư là có ký chưa, chuẩn bị ký chưa, để chị ký rồi chị đi, vì chị sợ chị đi chị không có, khi mà nhờ chị ký là chị không có ký được, mà không hề có một chữ ký nào kể cả tiền đó. Và em không hiểu tại sao mà là không ký chữ ký nào mà hợp đồng nó vẫn gọi là nó khởi kiện được, thì em không biết luôn, lạ lắm. Lạ gì nữa, thì coi như là người ta đã tính cái nước. À, xem như lúc đó đó đã thấy cô Tâm My cổ không có liên hệ, cho nên cái cô Quỳnh này cổ phải biết chứ, nhưng cổ để qua một bên. Cổ phải biết rằng là cô Tâm My Tôn không có ủng hộ bên cô Quỳnh, cho nên họ phải chuẩn bị trước một bước thay người ủy quyền, chứ không phải chờ tới nơi đâu. Không phải chờ tới nơi, coi như Thảo Dụ cũng đã lên tiếng nói bóng nói gió, nhưng thực chất là chưa có rõ, đúng không? Nhóm người này người ta đã nhạy bén, người ta nhìn thấy rồi, bắt đầu đổi liền người ủy quyền, đổi thay rồi thay đổi thôi, chứ có gì đâu. Thằng Tú sẽ làm cho người khác, nhưng mà làm cho bất kỳ ai cũng không sao, tôi nói thật. Mà lại bắt đầu là làm chung chưa chứ lại cô Quỳnh là thấy thua rồi, là không được. Khi chúng tôi biết được một cái văn bản, một cái dự kiện, một cái như vậy đó, nó gồm có cái cô này ở trong đó, chúng tôi đã phát hiện ra là có cô này, là không được. Cổ chỉ có thể, cổ là người giúp sức
một cách vô tư đứng ngoài bên ngoài. Cổ hướng dẫn và giúp mình thôi. Cổ không được là người mà đi kiện chung. Đó là như vậy. Lạ lắm. Chị thấy mày khẳng định một câu và chị còn hối nữa mà. Kêu đã xong chưa? Để mà để chị ký rồi để chị đi. Thật sự á, lúc đó tôi nghĩ thế này. Nếu cô Tammy cổ mắc bệnh, cổ không muốn tham gia, tôi nghĩ cái người mà có thể thay để được ủy quyền là cô Chatsilak, hoặc là ông Đời Thường, hoặc là anh Thông Văn Ba, ví dụ vậy là được. Đằng này á, dám để cô Quỳnh đứng chung với thằng Tú là thất bại rồi. Bởi cô Quỳnh là ai? Cô Quỳnh là một thành phần rất nguy hiểm, chống phá nhà nước mà. Đâu là đơn giản mà lại phải làm, mà các người đi làm như vậy. Tôi đã nói rồi, khi mà đã nhìn thấy rằng nó sẽ ảnh hưởng với Thiền Am là chúng tôi không tán thành ngay từ khi chúng tôi phát hiện ra điều này. Chứ còn nếu cô Tammy cũng không đứng ra nhận giùm thì phải là người khác. Bất kỳ ai cũng được, chỉ trừ cô Quỳnh là không nên. Tôi nói thật, các bạn thấy đúng không? Đúng, các bạn để chữ đúng. Nó là như vậy đó. Chị ký rồi để chị đi. Ở đây á, em chỉ nói với các chị nè, ở đây là muốn tìm ra cái người Lê Thanh Minh Tú đi kiện bà Hoa, tìm người đứng sau lưng đó là anh Nguyễn Tiến Dũng, Cindy Huỳnh Nguyễn ở Pháp, ông Nguyễn Hồng Sơn, bà Trần Ngọc Thanh là người đứng sau lưng, chứ không phải như chị Quỳnh bây giờ lên ma mị khán giả theo ước nguyện của Đa Đề. Của Đa Đề nào? Theo ước nguyện của Đa Đề thì kiện bà Hoa, thì đã kiện bà Hoa rồi đó, kiện Nguyễn Tiến Dũng thì có tên Nguyễn Tiến Dũng rồi đó. Là ủa chị tưởng nó là nồi cháo heo á, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Miễn làm sao có tên Nguyễn Tiến Dũng là được hả, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh? Chị đi kiện cái chuyện riêng tư thì hả chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh? Cái này không phải là làm sạch không gian mạng, mà cái này chị bám vào đồng tiền của chúng tôi để chị lấy cái lợi nhuận, chị kiếm ra đồng tiền cho chị và chị kiếm cái danh cho chị đánh bóng tên tuổi cho chị. Không chấp nhận. Chúng tôi cũng không chấp nhận. Các bạn hiểu gì không? Ví dụ như nếu mình nói về người hiểu biết á, khi phát hiện ra một cái vụ kiện nó sẽ gặp những cái trở ngại là khả năng kiện không thắng thì tốn kém về ngược lại về chính mình, hoặc là mọi việc mình phải tự thấy rằng cái tới sự việc này nó thực sự là nó đã đến lúc mà mình thấy rằng không cần thiết kiện nữa thì mình phải biết dừng, vẫn là tốt chứ. Đằng này á, nhất định phải làm cho ra lẽ để thị uy. Tôi nói thật, cái cách làm này là cách làm thị uy chứ không phải vì cộng đồng, chẳng phải vì ai đâu. Cô này cổ đang vì cô ấy. Cổ là một người hiểu biết và cả ông luật sư bên bệnh. Luật sư người ta chỉ nói mình muốn làm thì người ta làm cho. Nhưng xác suất thành công phải thêm cô Quỳnh vô. À vậy cô Quỳnh là ai? Là nhà hoạt động. Là nhà hoạt động nhân quyền bị Việt Nam cầm tù cho án tù 10 năm. Ở được 2 năm mấy thì được qua đây. Coi như người này cũng đó có thành tích. Mà bị là nhóm người này người kia là đưa ra. Tôi nói thật chứ, các người đưa ra những cái câu chuyện này, đưa vào trong cái vấn đề này, thực chất hoàn toàn là đi ngược với lại những cái mong muốn của chúng tôi. Khi chúng tôi biết, chúng tôi tìm cách là ngừng lại. Nếu mà ngừng lại, thằng Tú biết dừng lại, tất cả chúng ta còn nguyên tất cả những cái tình cảm, buông xuống hết đi. Tại sao không chịu buông? Đúng chưa? Thời điểm này nè, bắt đầu cầm đầu đặng mà dẫn cho cái thằng Tú đứng lên xin ý kiến khán giả đi tiếp hay dừng. Chúng tôi đi guốc trong bụng. Nếu cô Quỳnh có một lời khuyên với Minh Tú,
chắc chắn Minh Tú sẽ không làm cái clip này. Và có lời khuyên với Minh Tú thì Minh Tú sẽ dừng. Trong khi để làm gì? Để tốt cả đôi đường mà không làm. Thế ông bây giờ được cái gì? Mọi người thấy được cái gì? Tôi thấy mất quá nhiều. Nhưng mà nó bởi vì có cái gì ta? Tự nhiên à, sàng lọc. Sàng lọc ra tất cả. Người nào tốt, người nào xấu, người nào hạn hẹp, người nào nhỏ mọn, nó lòi ra hết trơn luôn. Nó là vậy đó. Đúng không các bạn? Không chấp nhận. Chị chiếm thắng. Rồi cái tiền này bằng tay ai? Tay chị. Tôi nói tôi ví dụ như chị thắng. Tiền này bằng tay ai? Tay chị. Chị được tiếp xúc trực tiếp với luật sư. Để làm cái gì? Chị được tiếp xúc với luật sư. Để học hỏi những cái kinh nghiệm mà chị phải bỏ đồng tiền ra chưa chắc gì chị được học. Chị được học mà gọi là thực tế. Thôi Vũ nó suy nghĩ về một cái khía cạnh là được được gia chạm, coi như cô Quỳnh cũng được. Nhưng cái được này nó không đáng để cô đánh giá bởi nay cô mất nhiều hơn cái được. Tôi chỉ xin sẵn đây, tôi muốn để cho các bạn, tôi muốn coi ý kiến của các bạn như thế nào nha. Mình không cần phải dắt lời. Các bạn, vậy là theo như cách của Thảo Vũ nói là cô Quỳnh này cô đang được là cái cô hiểu biết thêm về cái cách vận hành để một cái cuộc thư kiện, đúng không? Nhưng kết quả thì chưa biết đi tới đâu, nhưng tôi đã thấy cô đang mất. Cô mất rất nhiều bởi do cái bản ngã của quá sân si với lại tự cao tự đại. Cô nghĩ rằng khi mà cô đưa ra những cái điều mà cô thị uy nhằm đang muốn đe dọa nhóm Đa Đề, nhóm Mạnh Thường Quân. Đó. Cô nghĩ rằng cô đưa ra cái lời đe dọa đó. Chúng tôi phải run sợ. Có gì đâu mà chúng tôi phải run sợ. Hả? Đúng không các bạn? Chào Ngon Nguyên, Quỳnh Thăm Giặc. Chào Vân Võ. Nói chung tham gia mạng truyền thông trên đất nước Việt Nam này, muốn an toàn thì đừng có dính với lời Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Nói chung như thế này nè các bạn. Nếu thực chất mà chúng tôi hiểu rõ được cái nguy hiểm cái cô này mà cổ bắn nọc độc, truyền bá kinh khủng như vậy thì chắc chắn chúng tôi cũng không tới nỗi mà bị tới dường như là khủng hoảng. Có một khoảng thời gian chúng tôi hụt hẫng luôn, bởi vì chúng tôi đã quá lầm, đã tin lầm. Chứ còn bây giờ chúng tôi lại tỉnh táo rồi, các bạn cứ hãy yên chí. Đã tỉnh táo hiểu được cái cô Quỳnh này thực chất cô chẳng giúp được gì cho Thanh Thiền Am. Không đâu. Bây giờ bày đặt lôi ra cái chuyện này chuyện nọ đặng trách cứ chuyện kia, từ chính quyền tới công an, từ đám nghĩa địa tới đám nghĩa trang, tới đám tứ trụ, rồi nhóm nồi cháo thập cẩm. Không, cổ đang muốn lược lại lịch sử, cổ đang muốn lấy lại để cho Phan Thiền Am nghĩ rằng cô này mạnh miệng. Cô mạnh miệng để làm gì? Cô càng mạnh miệng cô càng giết người ta. Ngày xưa chúng tôi không hiểu được điều này. Chúng tôi không hiểu rằng chúng tôi nghĩ rằng cô ở nước ngoài cô có quyền nói, chúng tôi có quyền được nghe. Nhưng giờ tôi hiểu rồi, đó là những cái nọc độc cô truyền bá. Đúng không các bạn? Cho xin chào chị Bôi Bôi. Chào Trang Trần. Chào Ngon Nguyễn. Đó, bây giờ là rõ ràng là cô Quỳnh nè, cô cho chúng tôi hỏi. Vậy là qua cái vụ kiện cô quyết tâm đi kiện tiếp. Cô thấy rằng cô đang được cái gì? Hả? Tôi thấy cô mất nhiều hơn.
Chúng tôi khi dấn chân vào trong cái vấn đề này, chúng tôi có mất nhưng chúng tôi được lại, có mất và chúng tôi đã được lại. Được lại cái gì biết không? Chúng tôi hiểu rõ sống như thế nào để làm người tốt, mà cũng phải là làm người tốt thông minh chứ không phải mà mù quáng như chúng tôi trước kia, cứ nghĩ rằng mình cứ hẳn tốt, tốt cho người khác là mình đang làm tốt, người ta sẽ trả cái tốt lại cho mình. Không có, chúng tôi nghĩ đó là sai rồi. Chào bạn Áp Tải, chào Trần Dương. Do bản chất kiêu ngạo, kỳ thị Mạnh Thường Quân, moi móc chuyện đời tư của Mạnh Thường Quân và khán giả là một cách tàn nhẫn. Thật sự các bạn, có không? Từ nào giờ các bạn, có bao giờ các bạn tưởng tượng rằng một con người mà đứng ra nói là mình là người làm để đại diện, để đòi lại nhân quyền cho những người thấp cổ bé họng, đúng không? Nằm trong cái đội gì á, nhân quyền nhân ái vậy đó. Vậy mà dám lấy những cái quyền riêng tư cá nhân của người khác đưa lên để chà đạp. Lần đầu tiên tôi mới thấy miệng thì á, là nói thằng Nguyễn Xin tại sao dám đem đời tư của đứa bé này đứa bé kia lên bôi bác. Vậy mà cổ vẫn là cổ cho là cổ anh hùng. Cổ đưa đời tư của cái đứa bé mà cổ cho là sanh ở ngoài trùng trâu trùng bò đó là những cái sự nhục nhã gì đó, ghê chưa? Đó là những cái trẻ con của ông tỷ phú Lori gì đó, các bạn thấy chưa? Chào Dũng Hồ Văn, chào Thị Hà Lê. Quỳnh không bao giờ bảo vệ và thương Thiền Am đâu. Mọi người nên sáng suốt, chiêu trò xưa rồi. Đúng là như vậy các bạn. Các bạn nghĩ đi. Một người... Ôi trời, nó hấp hỏng. Để tôi uống miếng nước các bạn. Một người... yêu thương Thiền Am, đương nhiên nếu nếu thương mà giống như cách tôi là cũng hơi quỷ mị. Hãy không nghĩ đến các thầy, các cô, các bé thì không sao, càng nghĩ sâu lại càng thấy nó ngạn lòng. Coi như cái cách của tôi thương là nó hơi quỷ mị và nó dường như tôi dùng cái tình cảm là nhiều hơn. Còn cô này, cổ dùng thủ đoạn chứ cổ chẳng thương yêu Thiền Am. Nói chung không phải riêng tôi mà tất cả nhóm Mạnh Thường Quân Đa Đề và tất cả nhóm Đa Đề mình còn hiện lại, các bạn nghĩ đi, nếu thương yêu Thiền Am thì không thể nào cổ xí cho cái việc làm sai trái của cô này, dám đem đời tư của cô Sunny lên để chà đạp, dám đem những cái câu chuyện mà kêu bằng tàn nhẫn như dám chửi Thảo Vũ là mặt ma, là đồ ngu, trong khi tiền người ta đưa vào cái quỹ đó, rồi dám đem cái câu chuyện là bao trai mê trai của cô Tố Nga lên để mà chà đạp. Các bạn tưởng tượng nổi không? Một người như vậy mà kêu yêu thương mấy đứa nít trong Thiền Am, các bạn nghĩ có không? Có được không đâu. Cô này lại tiếp tục chỉ miệng thì nói vậy chứ Thiền Am mà thêm một người mà bị dướng vào cái chuyện gì đó nữa thì cô này lại được một cái dịp để cô ta có một cái cơ hội để mà nói xấu chính quyền, để chì chiết, để moi móc tiếp. Đó. Mà cổ là ai? Cổ là thành phần
mà nhà nước người ta đã loại bỏ khỏi là tên tuổi của con, còn đâu phải là con dân người Việt, Việt Nam nữa đâu. Thành ra cổ tùy tiện nói sai với lại những cái nguyện vọng của những người trong nước. Chúng tôi cứ như vậy mà chúng tôi nói. À, hôm nay cô Lan đi sắm hộp sàn không có. Nói nghe bạn Dũng Hồ Văn ơi, từ nào giờ tôi chưa bao giờ tôi biết sắm hộp xoàn đâu. Biết sao không, cái món nữ trang này thực sự nó rất là xa xỉ. Tôi có tiền thì tôi chỉ có là tôi quăng dưới đất thì có, chứ tôi không có chịu sắm hộp xoàn đâu. À, tại vì khi mà mình mua rồi cái giá trị nó sẽ mất liền ngay. À, mua như vậy á rồi mất luôn mấy chục 1% liền nếu mình bán đi. Còn đất á, mình đã mua rồi bán ra nhằm lúc ế ẩm thì cũng có gì lấy vốn hoặc có gì lỗ chút đỉnh. Còn tôi mua là không có nói tới lỗ đâu, các bạn biết tại sao không? Tôi đâu có bán đâu, không bán. Khi nào có giá có lời mới chịu bán, lỗ là không bán. Chào bạn Tâm Chu Thị, chào Trần Phúc. Chào Vân Võ, chính xác chị Lan. Con này moi móc nói xấu chính quyền. Thật sự các bạn bây giờ mình chỉ nói gì, tất cả mình là người ở trong nước, mình được nói những gì mình biết chứ, luật pháp cho phép thì mình mới được nói. Người ta đã nói cái đó là nói là vi phạm, nói là vướng tội. Vậy mà cô này cứ hướng dẫn cho cái người mà trong nước đi làm cái chuyện mà vi phạm thì có phải là thương hay là ghét mình không? Tất cả chúng tôi đều bây giờ đã sáng suốt ra rồi, không ngu dại gì để mà vô tình, để mà là để cho cái dòi bạch tuộc của cô tối là suốt ngày mà thò tay thò chân đi về Việt Nam để mà có thể chống phá, để mà gây rối. Ai nói gì nói, hồi đó không biết, tôi cứ nghĩ vậy. Bài ca trên không gian mạng, ai đặt thấy hay thì mình ca. Nhưng mà lúc đó chúng tôi lại tưởng rằng cô là có một cái cách thật sự là khi cô chia sẻ là đúng, sai là sai. Đúng không? Ai có ngờ cô đâu có biết đúng sai. Vì mục đích, vì mục tiêu, vì chỉ muốn đánh triệt bất kỳ ai mà ngán bước chân mình là cô bất kể, bất chấp. Một người đó là ai? Các bạn, tôi chỉ nói về vấn đề này. Tôi cứ nghe một bài nói chuyện mà đang chê trách Thanh Trần của cô Quỳnh, nói về Nam Râu. Nam Râu nó đã đối xử với lại Thanh Trần như là một người bạn chí thân, rồi thậm chí bây giờ các bạn tôi sẽ phân tích nha. Nhưng Nam Râu nó xem Thanh Trần như là một người bạn thân, một người chị thân yêu, cho nên sẵn sàng bảo vệ bất chấp, đưa ra nguồn tin nào rồi cũng tin tuyệt đối. Nhưng cuối cùng cũng bị là Thanh Trần nó bán đứng bằng cách là nó xem giống như là con chốt, đúng không? Như vậy thì đổi ngược lại với tôi, tại sao cô Quỳnh không nghĩ ra? Vậy là cái cách của Thanh Trần là gì? Là ăn cháo đá bát, là người không có trân quý người bạn của mình. Vậy thì giờ cô trả lời cho tôi biết được, vậy tại sao cô đồng thuận cho một nhóm đứa mà trong đó có cô cũng cái dạng là ăn cháo đá bát? Có không? Có không?
Trời ơi, tự nhiên nó cứ dậy hoài, trời ơi trời. Có không các bạn? Chị Bôi Bôi nói gì? Tôi từng tuổi này rồi, tôi chưa thấy một con người phụ nữ nào mà lên trên không gian mạng moi móc chuyện đời tư của phụ nữ ra chà đạp không thương tiếc như Quỳnh. Tôi nghe tôi nghĩ một người vô liêm sỉ. Đó là làm gì vậy trời, làm gì trời. Các bạn ơi, nó kẹt xe đó các bạn ơi, kẹt xe thấy ghê luôn nè, các bạn dòm nè. Xe gì nó kích kích vậy nè. Này mình đi qua tới đâu con? Mình đi qua chỗ bò sữa phải không? Đó. Như vậy là rõ ràng tất cả chúng ta đều thấy là cái cổ nhận biết là con Thanh Trần nó đối xử với thằng Nam Râu vậy là đối xử quá bạc bẽo, đối xử với một người bạn thân như vậy đúng là cạn tàu ráo máng, đúng chưa? Rồi bây giờ vậy đâu suy nghĩ lại coi cái nhóm người mà bây giờ là tay chân quay ngược lại chửi đa đề, chửi chúng tôi hoặc là nói những lời bất kính như vậy thì sao đây hả? Nó có giống không, giống không các bạn? Cô Lan chào thằng quỷ nhỏ. Đó, như vậy là người ta đang muốn nói tới điều gì? Cái người á mà mình chỉ biết nhìn thấy người khác, biết người ta sai nhưng mình là sai, ta kêu gì? Chân mình đạp cất đê đê mà chê chân người. Đó. Thành thử á, bài ra cái vụ kiện của bà Hoa, khi mà mình đã thấy như luật sư chắc chắn đã phải nhận định là nó không có kết quả tốt, thành ra mới làm thêm một cái khay này khay nọ. Thì muốn cái khay nào thì mình phải khai thiệt, phải nói thiệt, cứ để cho chúng tôi như là kiểu Mạnh Thường Quân á, người ta phải rõ tận tường và người ta cùng đồng thuận với mình thì nó mới được. Chứ còn ấy, người ta cảm nhận là mình qua mặt người ta không chấp nhận đâu, bởi người ta là Mạnh Thường Quân, đúng không các bạn? Chào Hưng Huyền, đúng rồi. Quỳnh nó rất giống Thanh Trần, sai không bao giờ nhận sai, bắt đầu đổ thừa ngược lại hết và không cần phải chỉnh lại. Nó có bao giờ nó biết xin lỗi ai đâu. Tới chừng chúng tôi nói tại sao lời xin lỗi mà mình không biết xài. Lời xin lỗi là một cái văn hóa là văn minh nhất mà không chịu làm. Một con người thì là làm giống như là người biết cách xử sự lắm, sử dụng bài ca để thể hiện bản chất, nhưng cuối cùng thể hiện bài ca chỉ để làm mà mắt. Đó, bài ca thì nói lên gì? Lấy đúng sửa sai. Đằng này á, cổ dư biết những cái chuyện làm của cổ. Trong cái vụ của bà Hoa nó có phần không rõ ràng và lấp liếm. Mà cổ đã sai, cổ không biết lấy cái đúng để sửa cái sai. Cái đúng là cái gì? Cái là mình phải thấy rằng là mình có sai. Sai khi mà ai đó người ta thắc mắc, ổ tiền tôi bay đi đâu. Bổn phận mình là phải giải trình, là phải minh bạch, chứ không có nghĩa là mình được cái quyền lên chửi người ta. Thị uy tất cả, thị uy lên dằn mặt tất cả. Ai đóng tiền thì mà bày đặt lên đi đòi tiền đi sẽ sáng sân khấu. Ghê chưa. Chào Hải Triều.
Chào Mỹ Can. Tôi có tự đang đi đây không có biết được là cái gì mà tôi cũng không có coi hết được cái luồng lai của người này người kia. Cho nên để tôi sẽ về tôi nghe lại. Nhưng mà tôi có lên được cái tôi có xem được cái like của Tiến Dũng. Tôi cũng rất là vui khi mà ngày hôm nay á tôi vừa không biết cái ngày là cái gì ngày sinh nhật của ai không biết. Thì thằng Tiến Dũng nó vô là nó ca, nó gặp gặp người nào có tên trong đó nó đều ca. Cái tự nhiên cái tôi vô tôi chào cái là bắt đầu nó quay qua nó gặp tôi, bắt đầu nó ca bài gì Điệp ơi mai lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ. Ôi trời trời, nó thấy tôi là tên Lan thế là nó quay qua nó ca, nó làm như là nó là Điệp vậy đó. Mẹ bà quỷ riết rồi. Tự nhiên mình cảm nhận cái cách hài hước của nó đó và cách khịa của nó, cho nên mà nói ngay ai nói gì nói, chứ tôi thấy cái cách khịa của nó không có phải tàn nhẫn như cái cô Quỳnh này, nó không có dơ như cô Quỳnh này. Ai cứ nói tôi giờ giờ lên mà làm gì nịnh thằng Tiến Dũng, tôi đâu có nịnh nịnh làm gì. Giả sử như tôi sống tôi cần phải có nhiều người ủng hộ tôi hay là được ai cho tiền tôi đặng tôi sống đặng tôi bợ có. Các bạn biết tại sao mà tôi cứ lên tôi để ý cái cách chia sẻ của thằng Tiến Dũng không, là bởi vì cái gì, mỗi người một quan điểm, cách của nó là như vậy từ nào giờ chứ không phải nó phải bị lệ thuộc bất kỳ ai đó. Rồi khi thương thì sau cũng được, khi ghét thì bù hòn nó cũng méo. Thành ra bây giờ tôi thì tôi thoải mái ở cái chỗ này, tuy rằng mình lớn tuổi thật nhưng vào đó mình cũng thấy vui chứ. Còn đi vô trong giả sử như là mình đi vô cái kênh nào mà thiệt tình nó đằng đằng sát khí làm sao mà mình muốn vô nữa, đúng chưa? À, cô Lan đi ngang qua bò sữa Long Thành mua giùm con một con bò nha cô Lan. Đi qua rồi hồi nãy như cô Lan đã ghé vô rồi, đi 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 qua luôn rồi, ghé vô mua mua ổi nè, mua chuối nè, mua bánh đó để trên xe ăn, rồi ăn cơm ở ngoài Vũng Tàu rồi ăn cơm niêu cũng no, nhưng mà sợ giờ mình chạy thì giờ tới về đến nhà cũng tối mà sợ đói trên xe mất công ghé ngừng mua nữa, thôi mua sẵn để trên xe. Mua con bò về vắt sữa hả bóng ma. Đâu chị Bôi Bôi nói gì, tôi nghĩ buồn và tiếc cho cháu Tú quá, đi sai đường. Các bạn ơi, chị Bôi Bôi ơi, nghĩ đi, mình thì mình đứng đây mình thấy nó, mình nói nó đi sai, nó đứng bên bển nó nói mình đi sai đường. Giờ vậy giờ sao giờ thì thôi kệ, thôi giờ đường ai nấy đi chứ giờ lo chi, lo riết bò trắng răng răng chị ơi. Đúng đúng không các bạn, về cái cách cư xử của cái cô Quỳnh này nó càng lúc làm cho chúng tôi hiểu được cái vấn đề là gì. Đi lên không gian mạng á, chúng tôi không được
là tin ai bất kỳ điều gì mà cứ tin tới quá tuyệt đối. Hồi đó tôi nói thiệt các bạn, bụng tôi nói thiệt quá đi, tôi quen người nào được, tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cái ngày quay mặt, bởi vì tôi sẽ không bao giờ quay mặt đâu. Mà cuối cùng phải chấp nhận tụi nó quay mặt rồi, mình làm sao, mình không chạy theo nó thì tức là mình đang quay mặt luôn, thế là xong đó. Cho tôi xin chào hết các bạn nha. Một cái vụ kiện để đi đòi danh dự. Ông bà đét ơi, vậy mà đem danh dự biết bao nhiêu con người mà chà đạp. Đó, danh dự của bà Lan hay lúa cũng bị nó chà, cũng bị nó đạp. Bắt đầu vu khống tôi, trục lợi. Mà tôi nói rồi, phải đưa ra bằng chứng đi. Không có bằng chứng toàn là vậy là nói lời vu khống không à. Mở đi chê, đi trách, đi nói Thanh Trần với Hồng Sơn là vu khống tôi suốt là hơn một năm mấy nay rồi. Nói tôi có quỷ, có ma, có cô hồn cận đảng gì đó. Có đưa ra được bằng chứng nào đâu. Mà lào xào lại đưa ra một cái bill 7 triệu của bà Lú, bà Út. Tôi chửi tắt bếp luôn. Bà Lú ra đi. Không khuyên được đâu các bạn ơi, đừng biểu tôi khuyên ai, tôi không khuyên ai được. Tôi chỉ biết rằng tôi giữ được nguyên những cái bổn phận của mình. Với lại thế này nè các bạn, tại vì tôi lớn rồi, già nữa, cho nên tôi có cái quan điểm của tôi. Tôi phải đúng, tôi phải luôn luôn là đúng. Chứ mình không được sai. Giả sử như là sai sót thì có thể, nhưng không được sai. Đó, ý tôi nói vậy đó. Đánh giá bất kỳ ai cũng phải cho người ta có cái thời gian. Nói vậy chứ đẩy họ đi, đó là do tự mình đẩy. Hoặc là người ta không chịu quay lại, thì chừng đó mới đành chịu. Các bạn có hiểu ý tôi không? Chúng nó quay mặt thì kệ nó đi chị Lan, mình lớn tuổi rồi, thừa sức biết đâu là đúng. Còn chúng nó chạy theo đồng tiền. Trời ơi trời, các bạn ơi, tôi nói thiệt, nhóm này á, nếu mà nói rằng nó chạy theo đồng tiền thì nó phải chạy theo tụi tôi. Chứ còn chạy theo mé đó thì chẳng bao lâu thì xong rồi. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Muốn chạy theo đồng tiền không thể nào chạy như vậy. Tụi này nó đã sai khi mà nó nhận định sự việc sai đó, vậy thôi. Vì danh dự ảo của một người mà đem danh dự của một đống người đi chà đạp, khét nghẹt luôn. Nó đúng là vậy các bạn. Tự nhiên hô hào đặng mờ đi đòi lại danh dự cho một người, bởi vì bị bà qua vu khống. Mà quan trọng là bà cũng đã nhìn nhận rằng bà đã sai. Vậy thì danh dự nó cũng còn trở lại mà, đúng không? Lúc đó ở đâu nghi ngờ, chứ bên nhóm đa đề mình đâu có nghi. Và vẫn có một mực là bảo vệ cho nó. Như vậy thì vì danh dự của nó, thậm chí tôi cũng bất chấp, tôi cũng lên phản biện tứ lung tung. Nhưng mà nói ngay nha, tôi nghe cô Quỳnh cổ đưa ra một cái câu hỏi, cứ nói bà Lan này giữa hai người là Ginny Quỳnh Nguyễn với lại bà Tống Thị Ngọc Mai. Thưa tôi, cũng là do Thanh Trần nó đứng ra nó làm luật sư, thí dụ vậy. Mà tại sao hai người như vậy mà chỉ có anh Tú bị phạt mà tôi không bị? Nó lại bắt đầu, nó đang quy chụp là
cơ quan công an nơi này nó không giống cơ quan nơi kia, không sao, nó cơ quan nó tào lao, người ta đó đâu có thể nào mà sự việc của cái bài phản biện của tôi cũng chia sẻ mà tôi không vướng, thì bởi vì tôi không có nhục mạ, đúng chưa? Các bạn để ý cách tôi chia sẻ, hầu như cách chia sẻ là cách tôi là người lớn, tôi chia sẻ theo cách của người lớn. Tôi chưa bao giờ nhục mạ bất kỳ ai, thậm chí giả sử tôi có gọi tên đi nữa, tôi cũng nói cái giọng như là giọng cha, giọng mẹ để dạy cho con, cho cháu, hoặc là giọng chị, giọng dì, giọng cô. Các bạn để ý đi, thành ra làm sao giống được cái cách của thằng Tú được. Mà cô Quỳnh này cũng đưa ra, cũng định giống như là cơ quan ở Hóc Môn, nó không giống Củ Chi. Rồi thậm chí một nhóm người trong luồng lai á, nói là chắc là bà Lan này nhét hết miếng đất vô trong cho công an đó, dám nói điều đó. Tôi nói thiệt với các bạn, ba cái chuyện mà thư gửi ở trên không gian mạng như thế này nè, mình đừng nhục mạ anh ta đi, không ai làm gì mình được mình hết á. Họ có ghét mình đi nữa, họ có thưa thưa cũng không đủ cơ sở đó, như vậy đó, họ có làm được đâu. Thành ra tôi chỉ nói cho các bạn biết, mọi việc không phải là mình muốn bỏ tù ai là bỏ, không phải. Cứ học, cứ lấy cái câu chuyện của thằng Tú rồi cứ đem thắc mắc câu chuyện của tôi là sai, sai hoàn toàn. Về vấn đề của bà Mai đi ha. Bà Mai bà thưa tôi biết, tôi nhớ mà, gồm có bao nhiêu clip. Rồi cứ thắc mắc là tại sao tôi đưa hình ảnh, cũng đưa hình ảnh lên mà tôi không bị, mà thằng Tú nó đưa hình ảnh cái bà Tống Thị Ngọc Mai lên là nó bị, là sai. Các bạn để ý đi, cái tiêu đề tôi đưa bài hát lên, tôi chỉ ghi bài hát thôi, hoặc là tôi chỉ đưa mặt cười thì chỉ là bài hát. Đằng này Tú thì nó có ghi tiêu đề, mà tiêu đề gì, những cái tiêu đề thay lời chửi hoặc thay lời nhục mạ đó, cũng cái clip y chang tôi, nó không có khác lại. Tôi cũng có nói khi mà tôi đi làm việc về, tôi có nói cho nó biết là bị dướng cái clip nào, nhưng những cái clip đó là không có sao đâu. Theo như bên tôi đâu biết bên nói nó như thế nào đâu, phải chi cỡ mà lúc đó đó nó cho tôi biết để có thể tôi cho nó biết được là nó dướng vào cái clip nào thì cho tôi biết. Các bạn nhớ không, khi đi làm việc với lại kia công an vậy là tôi đẩy lên không gian mạng mà, những clip này nè mà nói là tôi bị dướng, sao dướng được, đó là vậy. Thành ra nếu mà có cái cách mình lập luận như kiểu của cô Quỳnh á, là chỉ muốn làm cái gì, chỉ muốn là xuyên tạc. Vậy là họ cũng muốn cô Lan bị phạt thì họ mới vừa lòng. Tôi nói thật với các bạn, cái cách phân bì của nó, của nhóm họ đó, là cái cách phân bì thiếu hiểu biết. Thấy không? Các bạn thấy không? Thằng Tú nó lên nó chia sẻ đúng theo như kiểu con Thanh Trần nó nói, với lại cả Hồng Sơn nó nói, cái người gây thù chuốc oán máu nhất lại là thằng Lê Thanh Minh Tú. Cái cách chia sẻ của nó làm cho nhiều người uất ức, nhiều người ghét nó, không còn là bạn. Nhưng không cần thiết phải dùng những cái lời mà bức xúc quá đó. Các bạn thấy không, tôi một thời gian cái đám Thanh Trần với Hồng Sơn nó phản biện tôi, nó nói như vậy đó, nhưng tôi vẫn có cái cách để tôi phản biện để chứng minh rằng tụi nó nói sai. Nhưng hãy mà mình cương quyết, mình
phản biện một cách ấy quá thì nó lại cũng không hay. Tôi dùng cách cà khịa, đó cũng là cái cách phản biện đó. Rồi thí dụ nó nói trên trời dưới đất kệ nó đi, bắt đầu đưa ra cái con này nó có sổ khám bệnh rồi, mình phản biện cách nào đây, thì chỉ có vậy thôi đó. Còn bây giờ cô Quỳnh thì sao đây? Ai kiện mẹ Hòa Bình tiếp tôi làm luật sư giúp miễn phí, không có tốn kém đâu. Tôi nói thiệt, không có, mình nói ngay, nói gì nói không có được chủ quan. Tôi hiểu điều này, mình không được chủ quan mà mình tùy tiện đi xúc phạm bất kỳ ai. Có thể phê phán, các bạn ơi, mình có thể phê phán cách sống người ta vậy là không tốt, chứ không thể nhục mạ người ta là dạng này dạng nọ đó. Nhiều người không có biết lên phản biện, cứ là phản biện theo ý thích của mình. Tôi chỉ, tôi thấy nhiều người nó dùng cho cái câu chửi thì lên là chửi, mà chửi thì nó lại khác, còn nhục mạ là khác nha. Rồi vu khống nữa, tôi thấy nhiều người mà cứ bày đặt lên vu khống. Vu khống là có ngày đó. Chào bạn già. Đúng rồi đó, thằng quỷ nhỏ. Là tùy theo mỗi hành vi vi phạm khác nhau thì cơ quan sẽ có cái cách giải quyết xử lý phạt khác nhau. Nói chung không có nghĩa là mình chủ quan được, không có chủ quan được đâu các bạn. Đương nhiên là khi mình đã bị họ kiện thì họ đang muốn, thứ nhất là gì? Bóp miệng mình. Thứ hai, dọa. Không bóp được thì cũng phải dọa cho mình giảm bớt. Tất cả những cái mục tiêu đó là mục tiêu ban đầu. Nhưng các bạn có thấy rằng từ đó tới giờ tôi có ngưng ngày nào không? Không, tôi đâu có ngưng. Thì bởi vì tôi đều có tất cả những cái bằng chứng, tôi chứng minh ngược lại. Tôi không nhục mạ và tôi chẳng vu khống ai. Đó, là vậy đó. Như cô Tống Thị Ngọc Mai, bên Thanh Trần nó cứ lập luận cô này cổ không có kênh YouTube, mà tại sao tôi trên kênh YouTube tôi lại dựa vào cái kênh của mình để mà gọi tên cô này để phỉ báng nhục mạ. Tôi nói đâu bằng chứng đâu, phải có bằng chứng. À, bằng chứng đưa ra. À, tôi nói bằng chứng vậy tôi cũng có bằng chứng là câu từ nào là câu nhục mạ. Vậy thôi, nhục mạ là như thế nào là nhục mạ. À, rồi còn vu khống, tôi đâu có vu khống. Thí dụ như cô Mai, tôi đâu có vu khống đâu. Tôi nói vấn đề cổ có nhận tiền qua một cái quỹ của Tiến Dũng ở nước ngoài 4.600, vậy là có mà. Rồi vậy là tiền đã nhận mà chưa chuyển thì tôi có quyền đặt dấu hỏi. Như vậy là tôi cũng không có vu khống, đúng không? Đưa ra bằng chứng có nhận tiền và đồng ý có nhận và đã chi xài bao nhiêu, còn lại bao nhiêu. Cô Tống ngày mai phải trả lời cho bên công an Củ Chi chứ. Có trả lời. Cô tự phải tự khai ra là cô có nhận bao nhiêu, cô xài bao nhiêu, cô còn lại bao nhiêu. Còn tôi đâu có vu khống, đúng chưa? Vậy thì quy vào cái tội nào nói tôi vu khống? Không có được. Nhục mạ hả? Tôi đâu có nhục mạ. Tôi đặt câu hỏi mà. Rồi thêm một cái nữa các bạn biết gì không? Nổi cái mà tôi nói mai ăn mai gì đó mà đại loại có cái chữ quỷ á. Tôi quên không nhớ rõ. Nhưng mà tôi để thêm cái ba dấu chấm đằng sau á. Thế là tôi cũng bị dướng cái đó là mà không biết sao mà cái thằng Hồng Sơn này với cái con Thanh Trần này lại chọn cái bài đó, đó để nói là tôi xúc phạm cái cô Mai này, nói cô Mai là quỷ. Đúng không? À, giống như một cái tiêu đề để như vậy. Nhưng mà nếu mà nói quỷ ha, tôi nói cô Mai này
lập quỹ. Quỹ là phải quỹ như thế nào, quỹ ngã hay quỹ hỏi, đúng chưa? Rồi nếu mà tôi chấm một cái dấu chấm, tức là tôi đang khẳng định cô Mai đang lập quỹ, có quỹ, thí dụ vậy. Nhưng mà tôi thì không ghi vậy, tôi có ba dấu chấm, có nghĩa là câu này là còn nữa, chưa tới câu kết mà. Vậy thì cái này mình còn bỏ ngỏ, chưa có kết luận mà sao mà quy chụp tôi được đó. Vậy mà cái đứa mà nhiều đứa mà nó học cho cố vô, nó không bao giờ nó hiểu được ý của tôi khi mà ghi tiêu đề. Ghi tiêu đề đều là cái nghệ thuật và cái cách ghi, cái đụng chuyện là sẽ không bao giờ bị dướng là vậy đó. Cũng một câu đó. Đó. Hồi trưa này cô Lan có nghe con lên kênh của Chế Dương Mai chỉ lộn với cô, có nghe, cô có nghe, nhưng cô chưa có nghe được cái đoạn ghi âm khúc đầu. Để về nhà từ từ cô sẽ nghe. Chào Phụng Phụng. Vinh. Vinh thì tôi biết mà. Tôi biết Vinh này á, khi nó nhảy vào cái channel này, nó là người mới. Nó là người mới tâm nha. Mới tin, mới tin. Khi nó vào kênh của tôi á, tôi thấy nó chào hỏi rất là lịch sự. Và lúc đó nó cùng với chúng tôi là phản biện hai hồng. Lúc đó đó, khi bên nhóm đa đề chưa xảy ra việc, thì xem như Vinh này nó đi ủng hộ hết các kênh. Lúc đó là kênh của Mỹ Phụng là lần là những cái clip đầu á, là Mỹ Phụng thì nó bị bên nhóm 4 á, nó quay trở lại, nó phản biện dữ lắm. Cho nên lúc đó Mỹ Phụng nó cũng đang rất là e dè. Khi mà nó thực sự để mà nó phản biện nhóm kia thì nó chưa làm được. Thậm chí nó còn phải xin lỗi cái thằng Hồng Sơn này một clip. Đó. Thành ra tới chừng sau này, tới clip sau nữa, thì nhóm đủ thứ nhóm nhào vô, lúc người ủng hộ thì ủng hộ, lúc nào chửi thì vô chửi. Thế là Vinh này nó được cái sự tín nhiệm ở trong kênh của Mỹ Phụng cấp cờ lệ. Đi vào kênh tôi, lúc đó hình như tôi không biết cách nào mà tại sao tôi cũng có cấp cờ lê. Rồi tôi thấy hình như ở đâu cũng có thằng Vinh này, nó cũng được cấp cờ lê. Bởi vì nó rất sốt sắng đi vào tất cả các vùng lai. Đó. Cái cờ lê là để lúc đó các bạn biết sao mà lại mình cấp cờ lê rất nhiều. Là cấp cờ lê để cho bạn này đừng có bị ẩn trong kênh mình. Thứ hai nữa là cũng nhiều khi tôi cũng rất ngại. Nhiều người khán giả lâu năm với mình mà mình cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ cấp cờ lê cho bạn ấy. Nhưng mà tại sao những người lạ mình mới vừa vô mà mình lại đi cấp cờ lê? Là bởi vì thấy cái bạn này quá sốt sắng. Thành ra mình muốn gây một chút xíu để trả lại những cái tình cảm đó. Nhưng thực chất chúng tôi đều nhận ra ngay liền. Tôi đang nhận ra ngay khi mà chúng tôi bắt đầu xuất hiện những cái bất đồng ý kiến, thì rõ ràng là Vinh này nè, nó đi ra nó đi nói nhỏ người này nói nhỏ người kia, mà tất cả những ai mà nó nói nhỏ mà nó rù quến được thì tức là ta theo rồi. Còn những người mà nó không rù quến được, ví dụ như là Tuyển Lê và một số người, thế là mình biết được tại sao thằng này lại săn đón, lại nhất quyết liệt là phải dụ hết người này tới dụ tới người nọ. Thằng này bạn già gì, thằng này chắc giỏi lắm đó, bằng tuổi con tôi, hơn tuổi con tôi chút thôi chứ gì. Còn Vinh này nè, tôi đã nhìn hình nó, tôi đã biết được cái trạng trạng tuổi nó chắc cũng cỡ
giỏi lắm bằng tuổi con tôi với lại hoặc là lớn hơn chút xíu à. Giờ tối rồi các bạn, hồi nãy còn sáng ha. Ôi trời, một tiếng 30 phút rồi các bạn. Đi với các bạn một chút mà giờ cũng đã trời tối rồi. Không biết có đệ tử Tâm Phúc có lên chưa. Chắc có lẽ tôi sẽ dừng ở đây nghỉ ngơi chút xíu rồi các bạn lại nhảy lên để ủng hộ cho đệ tử Tâm Phúc. Cô Lan nhà nè, thằng quỷ nhỏ nè, cô Lan không có nói xấu đâu. Cô Lan chửi thẳng cái thằng Vinh. Chứ cô Lan đâu nói xấu, nói xấu đâu có lên like nói. Nói xấu là phải nói đằng sau lưng, nói lén. Còn cô Lan trên mạng cô nói kiểu này là cô đang nói thẳng vào mặt nó đó. Cô đâu có sợ nó. Cô không có sợ nó, bởi cô biết được cái bản chất của nó. Cô biết mà. Bao nhiêu cái video nói gì nói, bao nhiêu tin nhắn ở tất cả các nơi đưa về cô biết nó là ai lâu rồi mà. À, chào bạn Rose, chào hết các bạn nha. À, mình dừng ở đây. À, cũng tối rồi. À, nghỉ ngơi chút xíu rồi các bạn xem coi đệ tử Tâm Phúc có lên thì tất cả chúng ta vào ủng hộ cho đệ tử Tâm Phúc nha các bạn. Cho tôi xin dừng ở đây và xin được cảm ơn và xin hết nha các bạn.